Các bạn đã có ở đây chưa? Rồi. Rồi, ok. Trang Hiếu Hà có đây chưa? Có đây Rồi rồi. ạ. À, ok, chúng ta bắt đầu các bạn nhé. Vừa đây chúng ta đã vừa xem xong cái ví dụ bên trên, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập thêm phần bên dưới này. Thì trong phần luyện tập này, Joseph Il thì chúng ta có Crime, Manon, Pyrrhon, Pukieso, Cola, Nerseo. Cola là lựa chọn này, Nerseo là cho vào. Nhá. Từ cái phần Puki, Pukieso, đây là Pukieso đây. Nên chúng ta sẽ cho vào từng vị trí ở trong này. Bây giờ chúng ta số 1 đây ạ. Số 1 đây là vị trí số 1 của chúng ta sẽ là gì ạ? Trang cụ. Gì ạ các bạn? Trang cụ. Trang Đúng rồi, trang khu. Tiếp theo số 2 ạ. Cái chữ thứ hai là xin bun chưng thì chúng ta điền vào số mấy ạ? Xin Thông trang bun chưng số 4. 4. Thông trang. Xin bun chưng là số 4. Xin Rồi. bun chưng số 4. Chết cứ kha thử. Là cái nào? Cứ khá thử là cái số 3. Và bạn đang cầm nữa. Dạ. Còn thông trang là số tài khoản, trên sổ nó có cái số. Đúng. Trang khu chính là cái ô này. Đúng. Tiếp theo là phần số 2. Theo Arenico đọc cái đoạn hội thoại ấy ạ. Bạn nên thẻ ra vân Curuseo. Curuseo là hãy chọn. Thế đáp là trả lời, hãy chọn trả lời. Mát nên thế đáp là trả lời đúng. Chúng ta đọc đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng ạ. Câu số 1 ở đây chúng ta đọc và chọn ý mấy ạ? Hai. Quê hăng quá xuôi đúng không? Là tôi đã đến để học tiếng Hàn Quốc đúng không ạ? À, bây giờ bạn nào đọc cho tôi cả hai câu đấy ạ? Bạn Hiếu nhé, bạn Hiếu làm câu số 1 nhé. Về hơi cứ kêu quá sợi ốp Ừ. cứ kêu lên không bu hai cô quá sợi ốp. Đây, ok. À, tiếp theo câu số 2. Muốn ý đức kê bà ni sát xôi. Muốn là cái gì? Y rất kê là như thế này. Bán đi nhiều, sát sale đã mua. Sao mua nhiều như thế này? Thứ hai. Cun cô đơn mà liều vô. Cô kia vô chê sô rớt sát sô yô. Chê sô đây cũng là rau các bạn nhé. Nha chê hoặc là chê sô. À, mời bạn Hà đọc cả hai câu rồi bạn Hà. Cả câu 1 cả câu 2 ạ. Không không, cả cái câu mà câu hỏi với câu trả lời ạ. Dạ. Qua y đất kê mà ni sát sở bưng cô kỳ rin man tin liêu cô kỳ ha cô chê sô rin sát sở. Ok, mời Trang đọc lại câu hỏi với câu trả lời của ý số 2 này. Ê, mua y rất kê mà ni sát sỏi ô cô kỳ rin man tư liêu cô kỳ hào cô chê sô rin sát sỏi. Ok, mời Ngọc đọc vào câu số 2 này Ngọc ơi. Cũng hai câu như vậy. Muôn y rơ Không 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 Ngọc ơi. Ngọc đọc là mua y rất muôn kê. y rớt kê Chứ không phải mua ly, muôn sao lại rớt kê. muôn y rớt kê mạng y sốt xíu Bạn đi sát xôi ô, sốt ở đâu ạ? là ni sát xíu Nè. pun cô kỳ rin man tin nia cô kỳ hà cô chê sô rin sát xíu. Ok.
Đây là phần số 1 ạ. Chúng ta sang phần số 2 này. Hội thoại số 2 này. Bạn này bạn định làm gì đây? Chúng ta thử nghe nhá. Đề화 2. 저기요, 외국으로 송금을 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금 인출기를 이용하세요. 송금 수수료도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네. 여기에 통장을 넣고 송금 버튼을 누르시면 됩니다. 감사합니다. Các bạn nghe, các bạn có hiểu? Chúng ta sẽ tìm hiểu từ câu 1 các bạn nhé. Tokyo, 외국으로 송금하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 돼요? Là tôi phải làm như thế nào? 외국인, 외국으로 tới nước ngoài 송금하려고 하는데 송금 đây là chuyển tiền. Đấy, tôi định chuyển tiền ra nước ngoài. Nhưng phải làm như thế nào nhỉ? Tiếp theo này, thông trang gì nào? Thông trang gì nào? Khá thử đơn khả trí cô ổ sốt sở yếu, ổ sốt sở nhỉ cơ. Thông trang gì nào? Khá thử đơn khả trí cô ổ sốt sở nhỉ cơ. Bạn có mang sổ tài khoản hoặc là thẻ đến đây không? Đây, yếu kỳ thông trang gì sở yếu. Vâng, tôi có mang sổ tài khoản ở đây. 통장이 있으면 현금 인출기를 이용하세요. 현금 인출기 đây ạ. Là cây rút tiền tự động ATM ạ. Nhá,현금 인출기 là máy rút tiền tự động ạ. 송금 수수료도 송금 là chuyển tiền. 수수료 là cái phí. Phí chuyển tiền tô là cũng. Tô 적게 나와요. Tô là hơn nữa. 적 là ít hoặc nhỏ. 나와요. Otoke hanenji chal murugenende. Otoke hanenji chal murugenende. Tôi không biết phải làm như thế nào. Doachu shiketsoyo. Bạn có giúp tôi được không? Anh có thể giúp tôi được không? Ne, yokie, thông trang ngân nực cô. Yokie là vào đây. Thông trang ngân nực cô, nước thà là cho vào. Đấy, cho cái sổ tài khoản vào đây. Song cơm button은, button đây là cái nút. Song cơm button은 누르시면 됩니다. 누르다 là ấn. Nhá. Tức là cho sổ tài khoản vào đây và ấn nút gửi tiền là được. 감사합니다. Xin cảm ơn.
Ok. Bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa các bạn nhé. Đề화 2. 저기요. 외국으로 송금을 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? 네. 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금 인출기를 이용하세요. 송금 수수료도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네. 여기에 통장을 넣고 송금 버튼을 누르시면 됩니다. 감사합니다. 이제 mọi người thầy giáo mời đọc một lần nhé các bạn nhé. Đầu tiên mời bạn Ngọc đọc từ đầu đến cuối ạ. 저기요. 외국으로 송금을 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 통장이 카드를 가지고 오셨습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금인 준기는 이용하세요. 송금 수수로도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와줘 시겠어요? 네, 여기에 통장은 넣고 송금 버튼은 누르시면 mời bạn Hà đọc lại, bạn Hà ơi. Chào quý cô chú, xong cung mình hà điều cô hà nên tệ, ở tất kê hay ra tuổi không? Thông trang gì na hà tư lên, ca chi cô ô sát sinh nhỉ các? Nè, giờ kia thông trang ít rồi, thông trang y ít sư miền. Hiện cư min chun kỳ rừng y dung hà xeo. Trong cơm su su riêu tô tơ chắc kê na hoài ô. Ở tất kê hà nâng chi chal mô rư kết nâng tê. Tô hoa chu si kết xoay ô. Nè, giờ kia thông trang ân nất cô. Sông cơm bơ thư nâng
누르시면 됩니다. 감사합니다. 네, 오케이. 마이 반 히오아. 여기요. 외국 근로 소금은 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드는 가지고 없었습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금인 준기는 이용하세요. 송금 수수료도 더 좋게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네. 여기에 통장은 넣고 송금 버튼은 누르시면 됩니다. 감사합니다. 네, 오케이. 마이 반장아. 네, 저기요. 외국으로 송금은 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드는 가지고 없었습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금인 준기는 이용하세요. 송금 수수료도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네, 여기에 통장은 걷고 송금 버튼은 누르시면 됩니다. 감사합니다. 네, 오케이. 그럼 theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một số nghiệp vụ của ngân hàng. Ngân hàng âm mưu. Ngân hàng âm mưu là nghiệp vụ ngân hàng. Nhân cơm in chung kỳ. Nhân cơm in chung kỳ là máy rút tiền tự động ATM đấy ạ. Ở đây chúng ta có nhân cơm in chung kỳ, nó là ATM đấy các bạn nhé. Đây là nhân cơm in chung kỳ. Nhân cơm là tiền mặt, in là nhập vào, chun là rút ra, kỳ là máy. Máy nạp và rút tiền mặt. Xong cơm hata là gửi tiền. Íp cơm hata là nạp tiền. Chun cơm hata là rút tiền. Cho nên chúng ta tách ra. Xong cơm là gửi tiền. Íp cơm là nạp tiền và chun cơm là rút tiền. Tiếp theo. Thẻ chun hata là vay tiền. Khoan chơn hata là đổi tiền. Nhớ nhá, khoan chơn. Đổi tiền. Thì ở ngân hàng ấy, thì nó sẽ có mấy cái tấm biển là nơi gửi tiền này, nạp tiền này, rút tiền này và đổi tiền, có thể nó dán thành cái hình chữ ở trên đấy luôn ạ. Kê cho IC là chuyển khoản nhá, kê cho IC chuyển khoản. Chanek cho hê, chanek cho hê đây là kiểm tra số dư. Thông trang chương ni đây là cập nhật số tài khoản. Chương ni là sắp xếp, thông trang là số tài khoản. Thì các bạn cứ đút cái thông trang vào trong cây rút tiền ấy thì nó sẽ in xe xe xe, như tất cả những giao dịch nó sẽ in hết lên trên cái quyển sổ của các bạn ấy. Susurio là cái phí của mỗi lần rút tiền. Đây ví dụ ở đây ạ, người ta nói là xông cơm susurio tô chỗ kê nòi, đây là susurio, đó chính là cái phí. Đây là phí chuyển tiền, còn phí rút tiền cũng có. À, bây giờ chúng ta có 10 từ này thì chúng ta đọc giúp thầy giáo ạ. Tôi sẽ gọi từng người một để đọc vậy. Nào bây giờ mời bạn Ngọc đọc 10 từ này, bạn Ngọc ơi. Hiên cơm in chun kê. Ai. Hiên cơm in chun ki. Song cơm hata.
ít cơm hạt ta chun cơm hạt ta theo chun hạt ta hoàn chơn hạt ta kê choa y chơ chan kê choa y chê kê choa y chê chan chan nhắc chô hoa chô hê tông trang chân ri su su rio OK, tiếp theo mời Hà. Hiền cương min chun kỳ, sông cơm ha ta, ít cơm ha ta, chun cơm ha ta, tê chun ha ta, hoan chun ha ta, kê choa y chê, cha nếch chô huê, thông trang chân bì, su su liều. Phong trang chung ni. Phong trang chung li. Chung ni. Thành N. Dạ, thành N. Em không biết cái từ này thì giáo nhắc mấy lần này. Chung ni. Đọc thành chung ni chứ không phải là chung li hay chung ri đâu nhá. Phong trang chung ni. Chung ni, không phải là chung ri đâu. OK. À, tiếp theo mời bạn Hiếu ạ. Cơm cơm in chung kỳ. Xuân cơm hà tà. Íp cơm hà tà. Xuân cơm hà tà. Thê chun hà tà. Hoan chân hà tà. Khê cha y chê. Chân yếc. Chô hề, thông trang chân nghỉ, su su liệu. Tiếp theo mời Kiên, Kiên đọc lại 10 từ này. Yên cơm in chu ca chu kỳ. Sung cơm hà tà. Ít cơm hà tà. Chun cơm hà tà. Kê chun hà tà. Hoan chân hà tà. Kê chân y chê. Kê choa y chê. Kê choa y chê. Cha kiếp chô hê. Thung trang chân thung trang chân nghi su su hiu OK mời Trang đọc lại từ đầu này. Hiền cơm in chun kỳ sông cơm ha ta ít cơm ha ta chun cơm ha ta tê chun ha ta hoan chân ha ta chê kê choa y chê cha nét chô huê thông trang chân nghi su su rio. OK, chúng ta tiếp theo chúng ta có cái ngữ pháp đó là động từ đi với ư miên tuy là, thì cái này chúng ta động từ nếu mà có cụm đáy đi với ư miên, còn không có cụm đáy thì đi với miên thôi ạ. Tuy là được nhá, tuy là sẽ thành tuyêu. Đó là được, nếu mà làm gì đó thì được nhá. Nếu mà làm gì đó thì được. Đây ở đây ạ. Chúng ta số 1 đây ạ. Cô hàng ngư đô sông cơm ha cô chân đề. Tôi muốn gửi tiền về quê. Ở thực kê hé ra về ô. Tôi phải làm như thế nào? Yêu kỳ xin chân sơ rân sư xì miên. Tôi bị đạt.
sư si đà đây là dạng tôn kính của viết thôi ạ, nghĩa của nó vẫn là chỉ là viết là sư. Sư si men tuyên mì là bạn hãy điền, bạn hãy viết cái đơn đăng ký ở đây là được. Y giá cơn ở thức kê mò cơ yếu, ở cái thuốc này thì uống như thế nào? Hà đu ế tu vân mò cơ men tuyều, một ngày thì uống 2 lần. Nha, một ngày uống 2 lần. Bây giờ các bạn đọc giúp tôi vậy, bạn Trang đọc cho tôi câu số 1 này. Cả hai luôn. Cô... bạn Ngọc cũng đọc cả hai câu số 2 này. Mời Trang. Cô Hiang. Cô Hiang Uro Song Cư Song Cum Ha Su Cum Ha Ha Cô Sip Phân Tê Sip Phân Tê Ô Tô Kê Ha Ya Tuê Ô Yô Kì Xin Ha Ya Tuê Ô Yô Kì Xin Chông Xin Chông Sơ Đơn Sư Ri Miên Tuê Mì Tà. Ok, mời Ngọc. Y ya kun ơ tất kê mơ cơ yô Haru e y bơn Tu bơn mơ cư miên tuệ. Đúng rồi, hai đứa cùng ngôn mơ cư miên tuệ. Ok. Đây, tiếp theo chúng ta có một số ví dụ này. Chúng ta có mấy từ như sau là hoan chơn ha tà này, íp cơm ha tà này, chưng cơm ha tà và sung cơm ha tà. Hoan chơn là đổi tiền này, íp cơm là nạp tiền này, chưng cơm là giúp tiền và sung cơm là chuyển tiền, gửi tiền này. Thì bây giờ chúng ta điền như thế nào đây ạ? Íp cơm với chung cư người ta viết lên bản hình. Số 1 thì sẽ là gì ạ? Íp cơm hà tà đúng không? Đây nó có chữ íp cơm rõ ràng. Đây số bức hình số 4 là chung cư rõ ràng đúng không? Tiếp theo khoan trơn là gì ạ? Đổi tiền số 3. Khoan trơn là đổi tiền. Còn sông cơm gửi tiền về quê ấy. Chúng ta sông cơm nhé. Tiếp theo chúng ta nối những cái câu này với nhau ạ. Tôi để dành các bạn 5 phút để các bạn nối các câu này với nhau, sau đó tôi sẽ gọi từng người một nhé. Đầu tiên là bạn Ngọc sẽ nối cái câu đầu tiên, tìm câu nào nối để nối. Bạn Trang câu thứ 2, bạn Hà câu thứ 3 và bạn Hiếu câu số 4. Nha. Tìm cái để nối nha. Tôi cho các bạn 2-3 phút. Đây là đến 8:15. 8:15 tôi sẽ gọi.
Các bạn làm xong chưa? Nào mời bạn Ngọc đầu tiên nào. Một nối với R. Cái cuối cùng. Một nối với gì ạ? R. Một nối với R. Nào bạn Ngọc dịch xem đúng không ạ? Ngân hàng là ngân hàng. Đúng rồi. Ngân hàng đi, ngân hàng đi tới ngân hàng như thế nào? Ngân hàng có ở đâu? Ngân hàng có ở đâu? Cuối là bạn có thể đi thẳng theo hướng này. Đi chục đô chúc camion tiểu. Rồi, bạn đi thẳng theo hướng này thì được. Ok. Câu số 2 ạ, câu 2 mà Trang đúng không? Nè, 2 nối với K. K. Ca chúc. Đó là dịch ạ, đọc là dịch ạ. Nè, ca chúc Sơn Mô Rừng ta sát sở. Đã mua quà cho gia đình à? Đã mua quà cho gia đình chưa? Ai hỏi đã mua quà cho gia đình à? Gia đình à không? Nè. Tông sen. Tông sen sớt man xa miên tuều. Cơ tung sen cớt chứ không phải là sớt. Okay. Em phải đọc thế nào ơi. Tung sen sớt. Sớt là đâu mà sớt? Man. Cớt man. Cớt man xa miên tuều. Cớt là cái. Đúng không? Mua quà cho em nữa. Nếu mà mua quà cho em nữa thì được. Thì xong đúng không ạ? Tiếp theo. Mời bạn Hà đúng không ạ? Em. Câu 3 nối với tỏ ạ. Câu 3 nối với gì? Nối với tỏ. Tỏ. Iyakun otokke makkoyo. Lúc này thì dùng như thế nào ạ? Harue tupen makkumien tuyo. Uống 2 lần mỗi ngày ạ. Ok. Mời các bạn Hiếu câu cuối ạ. Cuối ạ. Câu cuối. Uri Iche Trekun Hankayo. Trang Kham Manyo. Ikeman. Ikeman Hamin Treo. Chúng ta quay trở lại làm việc chứ. Đợi một chút. Chỉ cần làm việc này. Dạ, yeah, đợi một chút đi ạ. Nếu mà làm việc này nữa thì được đúng không? Nếu làm việc này nữa thì xong, sắp ta làm đúng không? Chúng ta bây giờ ta làm được chứ đúng không? Ta làm được không? Ok. Tiếp theo là phần hoạt động. Phần hoạt động, khoan tông là hoạt động đấy ạ. Ưn heng ngày xưa, ưn heng ngày khá xưa. Poki chờ rơm yê ghi heo xeo. Các bạn đi đến ngân hàng và các bạn thử nói như thế này. Íp cơm hà tà, xin trông sơ rừng sư tà. Ơ tức kê ô xuất xung cá nè. Íp cơm hà đi cô vạc xeo. Íp cơm hà đi cô vạc xeo. Xin trông sơ rừng sư miên tùy mì tà. Đấy, sư miên tùy mì tà. Cái câu, cái gợi ý này thì đi với miên tùy mì tà. Còn cái này thì chúng ta là đi cô vạc xeo. Được chưa? Các bạn hình dung ra không ạ?
Ví dụ tôi là người ca, tức là tôi là nhân viên ngân hàng ấy. Thì tôi hỏi bạn Trang là tình huống số 1 này. Trang có thực kỳ ô sốt xung nịch ca? Trang? À, ít cơm hai điều cô. Tình huống số 1. À, chun cơm hai điều cô, quá sợi ổ. Ok. Hiện cơm in chun kỳ rừng, y yông ha xì men tùy mì đà. Y yông ha xì men tùy mì đà. Được chưa? Tình huống số 2, Trang là người nhân viên ngân hàng ạ. Và bạn Ngọc sẽ là người đến, bạn Ngọc sẽ là khách ạ. 어떻게 오셨습니까? Ngọc. Thông Trang ơn Mantin Lieko Wasseo. Xin chào chị Lân, sư cô, xin vun chung ơn chú ta miền tuệ nị đà. Chú miền tuệ nị đà. Ok, bây giờ Ngọc là nhân viên ngân hàng và bạn Hiếu. Ngọc là nhân viên ngân hàng, bạn Hiếu là khách. Tất kê, ô sớt xâm nị ca. Xong cơm, hà rìa cô, quá sợ yếu. Giờ kia, kê choa ban hồ rừng, sư si miên. Tuy nít ạ. Kê cho pơn hô các bạn ạ. Chứ không phải là kê cho pan hô. Các bạn vui lòng đọc chính xác rồi ạ. Bây giờ kê cho pan hô nó kê là cho gì pơn, kê cho pơn hô. Kê cho pơn hô rừng sư miên. Tuy nít ạ. Bây giờ bạn Hiếu là nhân viên ngân hàng, bạn Hà sẽ làm khách ạ. Tất cả ở sát sử mì ca. Thông trang chung nì rừng hà rìa cô vắt sở yô. Rất kìa thông trang ơn. Rất kìa thông trang ơn. Rất sử mì ơn. Rất mì đà. Ok. Tiếp theo là chúng ta có một số dịch vụ ngân hàng dành cho người lao động nhập cư. Đó chính là những người mà lao động tại bên Hàn Quốc ấy. Thì các ngân hàng Hàn Quốc đã mở rộng dịch vụ cho người nước ngoài. Họ tính phí ít hơn cho người lao động nhập cư gửi tiền về nước của họ, tức là giảm tiền phí đi. Và cũng không phải dịch vụ chuyển khoản mà chỉ mất 10 phút, mà thường mất một ngày làm việc đầy đủ. Tức là chuyển khoản thì phải mất một ngày. Một số các chi nhánh ở các cộng đồng xa xứ như Ulsan hay là đây gì ạ? Gì đây? Có các sở dành riêng khách nước ngoài, có các ô dành riêng khách nước ngoài, đặc biệt là công nhân nhập cư. Nói chung là khi gửi tiền ở nước ngoài người ta rất là hỗ trợ, và chúng ta có thể gửi vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, nhưng mà ngày gửi là thứ bảy chủ nhật người ta vẫn nhận tiền gửi về Việt Nam, nhưng mà đến tận thứ hai mới bắt đầu thực sự là bắt đầu chuyển tiền. Đấy là việc chuyển tiền về nước. Và sau học xong bài về ngân hàng thì chúng ta lưu ý này, về cái trang cu và các cái thao tác là làm sổ ngân hàng này thì phải điền phiếu đăng ký và ký vào, đúng không ạ? Ở ngân hàng, đến ngân hàng thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta gửi tiền, rút tiền, nạp tiền, rồi vay tiền đó, rồi gửi tiền về Việt Nam.
Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phần IBS và chúng ta sẽ luyện tập đây nhé. Đầu tiên câu 1 câu 3 là cái này là cái gì này, đúng không? Igerson mua sinh đi ca, cái này là cái gì? Yoki Eser mua sinh hăng suy sinh đi ca, ở đây có thể làm được cái gì? Tiếp theo số 3 là Isaraman mua sinh hăng đi ca, người này đang làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ nghe các bạn nhé. Các bạn làm luôn được chưa? Nghe.28과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 통장입니다. 2. 창구입니다. 3. 신용카드입니다. 4. 현금 인출기입니다. 2번 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1. 환전할 수 있습니다. 2. 약을 살 수 있습니다. 3. 편지를 보낼 수 있습니다. 4. 수업을 들을 수 있습니다. 3번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 집을 청소합니다. 2. 식당에서 돈을 냅니다. 3. 은행에서 돈을 찾습니다. 4. 이름과 주소를 씁니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 고향에 송금하려고요. 은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 네. 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. 어디 가세요? 은행에 가요. 고향에 송금하려고요. 은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 네. 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. Các bạn làm luôn cái phần phần đọc hiểu luôn nhé.
Các em ơi, làm xong chưa? Xong rồi ạ. Các bạn khác xong chưa? Đúng rồi. Vâng. À, chúng ta bắt đầu nhá. Câu số 1 chúng ta chọn ý mấy ạ? 4. 28과. Rồi, câu 1 ý 4 đúng không? 2. 창구입니다. 3. 신용카드입니다. 4. 현금 인출기입니다. 4. 2번. 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1. 환전할 수 있습니다. 환전, 2. 약을 살 수 있습니다. 3. 편지를 보낼 수 있습니다. 4. 수업을 들을 수 있습니다. 3번. 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 집을 청소합니다. 2. 식당에서 돈을 냅니다. 3. 은행에서 돈을 찾습니다. 4. 이름과 주소를 씁니다. Các bạn ba câu này đúng hết không ạ? Có. Ok. Câu 4 đến câu 5 các bạn chọn gì mấy ạ? Câu 4 em không nghe được. Mấy container nó chạy qua. Còn câu 5 thì em chọn. À, container chạy qua hả? Rồi ok. Nghe lại xong rồi làm nhé. Đây gần ngay mặt đường 10 container nó chạy rầm rầm. Thơ 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 고향에 송금하려고요. 은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 네. 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. 어, bây giờ bạn Hiếu làm xong chưa? Các bạn chọn ý mấy ạ? Câu 4 chọn ý 4. 4. 4. Ý mấy ạ? Câu 5 chọn ý mấy ạ? Các bạn mạnh dạn lên, sao nói mé thế? 4 ạ. Còn bạn nào ý chọn ý khác không ạ? Ý 3. Trang chọn ý 3, cô 5 ạ? Nè. Thế cô 4 chọn ý mấy ạ? Cô chạy ý 4. Cô 4 chọn ý 4. Rồi. Bây giờ thầy giáo sẽ cho các bạn nghe lại cái đoạn này và thầy giáo sẽ dịch luôn cho các bạn. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어디 가세요? 어디 가세요? Bạn đi đâu đấy? 은행에 가요. Tôi đi ngân hàng. 고향에 송금하려고요. Tôi định gửi tiền về quê. 은행에요? 은행이에요? 은행아? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? Hôm nay là chủ nhật mà ngân hàng cũng có thể gửi được tiền về quê á. 네. 왕.
우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 Vì là ở ngân hàng chỗ gần chỗ tôi ấy, là có người nước ngoài làm việc ở đó. 일요일에도 문을 열어요. Và ngày chủ nhật thì cũng mở cửa. Thì đáp án câu số 4 là chủ nhật và bạn ấy gửi tiền về quê. Nha. Câu này số 4 chăng nha. Câu nào số 4 nha. Nè. Nào các bạn nào phần đọc ạ. Phần đọc câu số 1 ạ. Cái này là cái thẻ tùy thân đúng không ạ? Ý mấy ạ? Ý 2 ạ. 2. Ý 2, ok. Câu 2. Câu 2, ý 2 ạ. Ý 2, số nhầm. Ý 2. Câu 3, chọn ý mấy ạ? Câu 3, ý 2 ạ. 2. Rồi. Gửi tiền nữa, tôi định gửi tiền về Mông Cổ. Bạn định gửi bao nhiêu? Bạn sẽ gửi bao nhiêu? Câu số 4 ạ. Cho nên World Cup Phát nếu mà nhận lương, tôi nếu mà nhận lương ấy, World Cup là lương nhá. Phát nhận nhá, nếu nhận lương này thì là đi đến nơi nào đó, ca thơ Ibkum Hariko Unhengro Thonen Puramiza. Nhận lương và đi đến đâu đó để nạp tiền vào và gửi về quê. Thì đến đến đâu ạ? Hèn. Ưn hèn, đúng không? Câu 5 chọn gì mấy ạ? Hoàn trơn. Hoàn trơn, số 3. Số 3. Hoàn trơn. Muốn đổi tiền. Đúng rồi, muốn đổi tiền thì phải đi đến Hoàn trơn làm gì ạ? Ok. Thế các bạn trong những câu này, trong 10 câu này hôm nay các bạn được bao nhiêu điểm ạ? Bạn Trang được mấy ạ? 8 ạ. 8. Ngọc. Ngọc trên đoạn này tắt mic rồi. Bạn Hà được mấy? Em đúng hết ạ. Hiếu. Nếu mà không tính lần nghe lại vừa rồi thì câu tính 4 cả lần nghe lại luôn. Đúng luôn. Là đúng hết. Đúng hết rồi. Nãy container thì coi như là chưa làm ấy. Có gì đâu. Buổi okay, em. Tối này nó chạy nhiều lắm. Kệ chứ người ta cũng phải kiếm ăn đi em. Kệ người ta. Vui vẻ thôi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ bài học chúng ta dừng đây. Các bạn có hỏi gì không ạ? Ngày mai có học không ạ? Ngày mai ngày 7 rồi ạ? Vâng ạ. Thôi mai nghỉ. Vâng ạ. Chủ nhật cũng thế hả thầy? Ừ, chủ nhật cũng thế. Vâng ạ. Cuối tuần các bạn nghỉ nhé. Chúng ta làm cô đấy. Bạn Hiếu với bạn Ngọc Tranh. Bạn Hiếu với bạn Ngọc Tranh thủ là thứ bảy chủ nhật thì xem lại những bài trên video và học nhé. Vâng. Anh nhầm. Bạn Kiên. Kiên với Ngọc nhé. Vâng. Bài giáo đăng hết lên trên YouTube về những cái bài đấy rồi. Em cứ bấm vào cái phần của thầy trong... là gì? Hả? Kênh YouTube của thầy là gì? Kênh trong nhóm của anh là Việt Mỹ TV. Mỹ TV à? Đây là thầy đấy luôn. Việt Mỹ TV các bạn cứ gọi trên YouTube của Việt Mỹ liền nhau cách ra TV TV. Đây. Đây video. Máy này hơi bị chậm cho nên là các bạn chờ đi. Kênh. Đây là hát xỉ hơi át đấy. Đây Việt Mỹ TV các bạn nhé. Yo. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 후예요.
Đây các bạn vào cái như là cái của các bạn là các bạn không thấy được như này, nhưng các bạn cũng vào Việt Mỹ TV này nhá. Đây xong các bạn vào cái kênh phát này, PDF này. Đây thầy giáo gửi bài đây. Này là bài chúng ta học bài tôn giáo. Tôi đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Kêu Huê đây nhà thờ. Kêu Huê Kayo đây là tôi đi nhà thờ. Yirin chủ nhật, Mata là mỗi chủ nhật Yirin Mata. Thì đây chúng ta sẽ học các những cái bài giảng này thì giáo ghi lại xong thì các bạn vào đây mà học nhá. Mong là nào. Pháp chúng ta học bài Mata đó là mỗi một khoảng thời gian. Đấy như thế. Đây thầy giáo kể cả tối nay thầy giáo up lên, hôm nay bị ao ra cho nên là up thành hai đoạn. Kênh của thầy 3 năm rồi mới có 800 người theo dõi. Ừ, cái... Đó, các bạn bấm đăng ký kênh nhé. có được donate. Thế là được thêm 5 người. Không phải, mà tôi có ấy gì đâu, toàn học sinh vào học ấy. Thế kênh YouTube của tôi nó không gọi là không thú vị. Nói chung học hành mà không thú vị. Bài học rất nhiều, cũng có 2 video hôm nọ thu đăng lên. Về cái video của tôi rất nhiều, nhưng mà vấn đề là đây là video về học thôi, cho nên là nó không hứng thú như những video nấu ăn. Nhiều lắm chứ. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 của Seoul luôn có trong này hết mà. Mỗi video của tôi hàng tiếng mới hơn 1 tiếng này, cho nên là hầu như là mọi người học không chịu khó học, cho nên là chỉ xem một lúc rồi bỏ qua thì tôi không nói. Đây bắt đầu từ bài 2 cho nên toàn 700-800 lượt xem. Cho nên đăng ký đây là toàn học sinh mình đăng ký chứ có ai đâu. Ok, đó, các bạn nhé. Học cái gì tập trung vào học, cố gắng học trước. Nếu không thì có những bài này rồi chúng ta học sau vậy nhé. Và bạn Kiên với Ngọc thì cố gắng tranh thủ cái ngày nghỉ học thật nhiều vào. Ok. Super Seo, hẹn gặp các bạn vào thứ 2 tuần sau nhé. Nhớ Seo. Đấy, see you.